AI đang thống trị thế giới, nhưng AI có thể trở thành vua hải tặc được không? Hôm nay mình sẽ cày từ cấp 1 tới cấp 100 trong Blockfruit, nhưng buộc mình phải nghe theo lời của trí tuệ nhân tạo này để xem AI có thực sự thống trị được biển cả hay không. Có nghĩa là bất cứ khi nào mình quyết định ăn trái ác quỷ, quyết định nâng chỉ số hay quyết định đi farm ở một hòn đảo nào đó, thì mình buộc phải hỏi AI trí tuệ nhân tạo để xem nó có thể giúp mình hay không. Ở đây thì mình sẽ dùng con ChatGPT, con AI phổ biến và được cho là thông minh nhất ở thời điểm hiện tại. Ngày hôm nay mình sẽ tạo một tài khoản hoàn toàn mới để thực hiện thử thách lên cấp 100. Viết cho tôi một đoạn giới thiệu về cảnh tôi chơi Blockfruit từ cấp 1 tới cấp 100. À đây, rồi mình sẽ đọc theo cái này. Gì vậy, dài dữ vậy? Dài quá. Cảnh tôi chơi Blockfruit từ cấp 1 tới cấp 100 đã là một cuộc hành trình đầy màu sắc và thách thức. Lúc tôi chơi, bắt đầu nhập vai thế giới này, tôi đã bị mê hoặc với những khám phá, trận đấu hấp dẫn và những kỹ năng mạnh mẽ đã phát triển. Quá đỉnh. Không, dài quá rồi, thôi được rồi. Tôi cấp 1 thì tôi có nền farm ở thác nước hay ở đảo Tân Bình. Khi bạn cấp 1 cho Blockfruit nên bắt đầu ở đảo Tân Bình thay vì thác nước. Ok, đây là một cách tốt để kiếm kinh nghiệm và thu thập. Cần thứ bạn dưới đây là vườn Tân Bình quay vật dễ áp độ thường. Nhớ rằng thác nước cũng có liên lợi riêng đối với người chơi cấp độ thấp bắt đầu từ đảo Tân Bình, lựa chọn tốt phát triển. Ok, vậy thì nghe lời ChatGPT, mình sẽ farm ở đây trước. Đây là mình đã ở đảo Tân Bình. Ôi, farm này biết chuyện nào. Farm kiểu này là hẹn gặp lại các bạn trong 5 tiếng sau. Gặp lại. A few moments later. Rồi, lên cấp 7, cấp 8 luôn rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ nâng điểm. Nâng cái gì mình sẽ hỏi ChatGPT. Tôi đã lên cấp 8 chứ. Và 21 điểm start thôi. Vậy tôi nên nâng vào và đâu? Rồi, đã gần HK mình nâng vào đâu nha. Khi bạn đã đạt cấp 8 và có 21 điểm, đây là gợi ý việc phân chia melee quyết định sức tấn công. Ừ, ok, nó giải thích rồi. Giải thích. Nó vẫn đang giải thích. Defend, chỉ số. Ủa vậy cuối cùng là nâng vào đâu nội? Cho tôi gợi ý nâng vào đâu đi. Nữa, sao nó giải thích hoài vậy? Ồ, vậy mà đòi thống trị thế giới. Ok, giờ tôi nâng vào mili được không? Đó, hỏi vậy luôn đi, coi nó trả lời sao. Tất nhiên, nếu muốn, ok. Nếu bạn thì bạn sẽ nâng vào gì? Nếu tôi chơi Blockfruit đạt cấp độ 8, lối chơi theo hướng cá nhân thì tôi sẽ nâng vào mili và defend. À, hoặc gun và defend. Và nó cũng chia ra nhiều cái quá, nó không có quyết định được hết ta. Ok, vậy thôi mình sẽ nâng vào melee đi. Rồi, nâng hết vào melee. Đánh cho nó mạnh mà đúng theo lời nó nói rồi, ok. Nhưng mà mình còn phải hỏi thêm nữa. Tôi đã lên cấp 8 và cày lâu quá. Tôi cần lên cấp nhanh hơn, phải tôi có nên đến thác nước hay không? Thác nước và lựa chọn tốt mà. Tuy nhiên lưu ý, lựa chọn tốt là ủng hộ hả? Trả lời ngắn gọn thôi ông nội, trả lời dài quá trời dài. Rồi, đó là lựa chọn tốt. Xong nó nên mẹ cho rồi. Rồi đi, đâu rồi? Nhân viên chuyển phát nhanh đâu rồi? Dịch chuyển tới đảo thác nước đi nhân viên. Rồi, ở đây là có tới hai con là Galley Pirate và Galley Captain. Galley Captain và Sai. Tôi nên đánh quái vật nào trước? Khi bạn đến đảo thác nước đây có chơi hơi, tôi gợi ý cho bạn nên đánh quái vật xuất từ như sau. Galley Pirate bắt đầu bằng việc đánh blablabla. Ok, rồi nó kêu mình là đánh Galley Pirate trước. Ni, giúp anh đi Ni. Quýnh cho nó gần chết, quýnh nó gần chết rồi để anh. Đúng rồi. Ê, được rồi. Ni ơi, đánh con này cho nó gần chết đi, đừng giết nó. Giết rồi.
No. Ok, mình sẽ đứng đây cho tới ngày mai. Rồi, xong. Ok, mình sẽ đứng đây cho tới ngày mai. Đứng đây cho tới ngày mai. Không sao, không sao, không sao. Gần được rồi. Một cái nữa. Một cái nữa. Một cái nữa. Quá đỉnh. Ồ. Rồi mình lên cấp 30. Cấp nhiêu luôn rồi? Gì nhiều vậy? Nó chưa hết nữa. Cấp 20 luôn kìa. Trời ơi, cái gì vậy? Mày, 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 mày. Ground mask. Ây da. Mấy cái gì vậy? Mày, 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 mày. Ồ, lên cấp 31 luôn rồi nha. Mày, 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 nó chuẩn bị chém, nó chuẩn bị chém. Mày, 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 mày. Ôi, đấm nó văng rồi kìa. Cái gì vậy? Gì vậy? Ủa, anh hút vô nó và anh chết luôn rồi kìa. Mày, 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 mày. Biết ngay là nó chém mà. Trời ơi, anh né không kịp. Mày, mày, quá đỉnh, ây da. Trời ơi, thôi không sao. Mình lên cấp 37 rồi. Tôi đã lên cấp 37 và có 87 điểm. À, điểm gì đây, đây, đây. À, điểm cho chỉ. Giờ tôi nên tiếp tục nâng vào me le không? Rồi, để nó nói gì? Nếu bạn đã lên cấp 37, điểm sách boy mà là hợp lý. Rồi nó lại tiếp tục giải thích. Tuy nhiên, đồng thời hãy cân nhắc cái yếu tố khác như cách bạn muốn chơi và mục tiêu cá nhân. Rồi, dài dòng quá. Rồi, nâng tiếp vô đây. Nâng hết luôn. Rồi, 100 điểm rồi. Bây giờ, đi bây giờ. À, cấp 50 mới tới được mua chát quỷ. Rồi, tiếp, 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 tiếp. Thăm ngàn, thăm ngàn, thăm ngàn, thăm ngàn, thăm ngàn, thăm ngàn. Thăm ngàn. Thăm ngàn, thăm ngàn, thăm ngàn. À, trả lời anh biết ngày nó cũng lú. Thăm ngàn, thăm ngàn. Vậy là đủ điểm mua trái ác quỷ chưa? Để mua trái ác quỷ cần cấp độ 110. Phải không? Chế nữa. Giờ mày không thể thống trị thế giới được rồi đó. Trả lời, họ, trả lời lại coi. À, không có thông tin cụ thể. Rồi, chat GPT cái này không trả lời được nha mọi người. Đây, để coi chát quỷ đầu tiên là cái gì. Cấp 50, bà mẹ nó. Thôi em mua đi. Rồi, cho lúc mình sẽ nói cấp 50 mới được mua trái ác quỷ. Hãy nhớ thông tin này. Đó, mình cập nhật thông tin cho chat GPT luôn nha mọi người. Ok, cấp độ 50 rồi, nó nhớ rồi nè. Cảm ơn, bạn đã chỉ ra thông tin chính xác. Gì, em quay được trái gì? Lửa. Quá đỉnh cho anh, cho anh. À rồi rồi rồi. À, nhưng bạn tôi đã quay ra được trái lửa. Tôi có nên ăn nó luôn bây giờ không? Nếu bạn đã quay ra trái lửa trong lớp food là một trái quỷ mạnh mẽ, quyết định ăn trái lửa lập tức phụ thuộc vào mục tiêu và lối chơi cá nhân. Ủa là sao? Vậy là nên hay không? Trả lời ngắn gọn. Ngắn gọn chứ không phải ngắn gọn. Rồi, ngắn gọn. Nếu bạn muốn khả năng chiến đấu thì nên ăn cháy lửa. Ok, nên ăn cháy lửa. À, quá đỉnh. Ăn nè. Nhòm 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 nhòm. Ôi, ăn. Vị nó dở thiệt á. Đó, mình có sức mạnh lửa liền. May. Ui da, hụt rồi. Lại lại đi, đi đi đi, phụ anh đi. Ôi. Mày, 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 mày. Ơi, thằng này nó trâu quá đi. Đấm cho nó gần chết đi đi. Ê, rồi, để anh, để anh. Mày. Trời ơi. Sao nó chém chúng được? Từ nha. Ui. Trời ơi. Bấm lộn nút rồi. Đây là lần thứ, lần đầu tiên anh chết. Game quá dễ. Ui da. À, thằng ông nội này bên này nữa. Ê, lên cấp 50 rồi, lên cấp 50 rồi, lên cấp 50 rồi, lên cấp 50 rồi. Đi 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 đi. Rồi, để coi chat GPT trả lời là cái gì. Thôi, để mình coi random ra gì rồi hỏi nó có nên ăn hay không nha. 35.000 tiền. Thôi đi ông nội. Thôi đủ tiền rồi, hơi nghèo rồi. À,
đi giết vua khỉ. Tôi không đủ tiền mua trái ác quỷ, giờ tôi nên làm gì? Nếu bạn không đủ tiền mua trái ác quỷ vô Love Food, farming và cày cuốc, tìm các khu vực có quái vật phù hợp. Ôi, ok, nó trả lời chung chung quá. Đúng rồi, con đó bên này nè. Đúng rồi, đúng rồi. Quên, mình bay được mà. Đúng. Đó, rồi. Mình sẽ giết con này để đủ tiền mua giáp quỷ nè. Quýnh phụ Winnie, đúng rồi đó. Chứ biết chừng nào. Cái gì vậy? Anh nhận nhiệm vụ. Em giết, anh nhận nhiệm vụ, em giết nó mà sao anh được thưởng điểm? Quyết định việc chuyển từ kiếm tiền từ bọn Gorilla sang để kiếm tiền nhiều hơn là tùy thuộc vào sự hiệu quả và mục tiêu của bạn. Nếu bạn có đủ sức mạnh và khả năng chiến đấu và đối phó với Pirate, với Galley Pirate, và nếu phần thưởng từ việc tiêu diệt họ có giá trị cao hơn Gorilla thì việc chuyển sang tiêu diệt Pirate là hợp lý cái gì hết. Ok, là nên á. Nói chung là trả lời quằn nhưng mà nên á. Đi qua bển đi đi. 2, 3, 4. Mày. Trời ơi, vậy cũng chết nữa. Lần thứ tư. Ai biết lần thứ 3, 4. Cái nữa, đúng rồi, 1, 2, 3, 4. Đó. Trời ơi, mua cái hết tiền luôn ông nội. Thôi mua luôn, má ai bán trái quỷ đắt tiền chứ vậy. Mua luôn. Trái chóp, what the fuck. Trái chóp, trái cù bắp á. Em đứng đó đi, em đứng đi, anh chọi trái này vô mặt em nè. Mình biết là cái trái này mình có tặng. Mình có tặng thì sẽ không một ai quan tâm. Mình đã tốn hết toàn bộ số tiền 90% số tiền của mình. Nên bây giờ mình sẽ làm một nghi thức. Trả về với biển cả. Buồn quá, anh hết tiền rồi đi. Anh trở thành vô sản rồi. Tôi muốn lên. Tôi đã có cấp 100. Chích cha, hồi nãy mình quên hỏi cho ChatGPT mình có nên ăn hay không. Trời ơi, thôi thôi, lỡ rồi. Tôi muốn lên level 100 thật nhanh thì nên làm gì? À không, hỏi này hỏi chung chung quá. Đưa cấp cho chóng bạn có thể thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đó lắm. Tôi muốn đẩy nhanh tiến trình bằng cách tiêu diệt boss Cybot đó ở đảo thác nước luôn được không? Đó, vậy cho nó chính xác gì gì đánh boss gì gì nói từ từ thôi. Đánh boss Cybot ở đảo thác có thể là một cách tốt để đẩy nhanh tiến trình của boss, mang lại được kinh nghiệm đáng kể thì tiêu diệt đó. Tuy nhiên khả năng đánh boss yêu cầu khả năng người chiến đấu mạnh mẽ. Thôi thôi đi đi đi. Mình có nên để cho đồng đội mình phụ trong nhiệm vụ tiêu diệt boss, không phải boss sai boss này được không? Nếu quyết định để đồng đội phụ, bạn cần xem xét cái yếu tố khả năng chiến đấu vậy là nên hay không? Ông đã trả lời dài lắm. Vậy là nên hay không? Thì quyết định cuối cùng hay để nên để cho đồng đội phụ hay không phụ thuộc vào nhiệm vụ tiêu diệt boss đó. Bạn tin tưởng vào khả năng đồng đội. Ok, mình tin tưởng vào khả năng đồng đội. Có anh tin tưởng vào chú thực sự mạnh nhất thời hiện đại. Rồi làm gì đó đi đi. Rồi anh đứng xa anh khều. Anh được cấp 100. Quá cầu lửa. Để anh giết nó nha. Đâu rồi, nó xuống. Xuống đây. Mày xuống đây. Ây da. Anh chết rồi. Từ từ đợi xíu anh quay lại. Tới nơi rồi nè. Ui. Hỗ trợ đi anh. Đây nè. Trúng không vậy? Nó bắn anh hụt rồi nè. Ui. Hụt rồi ông nội. Anh biết rồi. Em dụ nó nhìn vô hướng em đi. Nó xuống biển. Trời ơi. Quả cầu lửa. Giăng biển rồi, nó quay lại đây. Ôi, rồi, để anh được rồi, em đừng đánh nữa, em dụ nó thôi đi. Em dụ nó thôi, ơi, không thể được, nó khèo anh một cái là anh chết. No, tại sao? Tại sao? Em đi theo em nhưng mà em chết mất tiêu rồi. No. Tôi ân hận quá.
ân hận quá. Tôi không nên nhờ đồng đội hỗ trợ. Tôi nên làm gì đây? Đồng đội đã KS mạng của tôi mất rồi. Nếu bạn cảm thấy ân hận vì quyết định nhờ đồng đội hỗ trợ và đã mất mạng trong quá trình chiến đấu thì đừng lo lắng quá. Đây là phần, đây là một phần của quá trình học hỏi và trải nghiệm trò chơi. Lấy kinh nghiệm từ sai lầm, luyện tập và nâng cấp. Hãy nhớ về tình bạn, phải trở nên gọi là gì ta? Hãy nghĩ tới tình bạn, hồi tưởng về quá khứ để tăng sức mạnh. Thôi được rồi, em dịch chuyển anh tới đảo tuyết đi. À, đúng rồi. Anh cần luyện lên cấp 90. 1 2 3 4 5 6 7 rồi. 2 cấp nữa, 3 cấp nữa. The saw has spawned in game. Saw lại. Rồi cái con cá dưới nước hả? Rồi dịch chuyển lại chỗ cũ, dịch chuyển lại chỗ cũ. Đây, 90.000. U. Này còn nhiều cấp hơn nữa. Đú, được. Quá đỉnh. Nó quýnh không trúng luôn do mình đang cầm trái Logia. Mày lại đây. Lại đây là các anh em. Rồi để đó cho anh. Thỏ nó bù vô nè. Nó bù vô nó sàm sỡ anh nè. Mày. Round map. Đó. Mày. Để nó bù lại. Đây. Ace. Sạch sẽ luôn kìa. Rồi hai con nữa là được. Ôi. Quá xịn. Đúng rồi, cho nó bù lại đó. Đây nè. Round mask nè. Quả câu. Ủa lộn. Cột lửa. Kamehameha. Nước dữ á. Xe đạp công lý. Duyên xe đạp công lý anh. Nội dung. Mày. Ôi, văn tán loạn luôn kìa. Ôi. Mày. Trời ơi, sạch ha. Quá gọn luôn á. Quá gọn luôn á. Vô nhà ngủ nè, đợi mấy anh kia ra. Ê, em bị truy nã nè đi. Gojo bị truy nã nè. Ê, cái mỏ kia nó méo méo kia nữa. Thì Gojo vậy mà. Fire Bullet Burning Blood. Trời ơi. Ôi. Châu quá, mấy này châu quá. Nó châu hơn anh nghĩ. Đó, lên cấp 93 luôn. Em phụ nha. Không, em phụ gì, em phá, không chứ em phụ gì. Em đừng có mà kiếm chuyện. Cái gì vậy đi? Em đứng ra đây, em hủy kết bạn để anh ném cái này vô đầu em, nhanh lên đi. Em phải đứng ra, anh ném cái này vô đầu em, chứ tức quá rồi. Ồ, kia văn luôn kìa. Ôi. Ôi. Mày bu lại đây, mày bu lại đây. Đừng. Đừng đi. Cuộc sống nó khó khăn rồi. Đừng làm cho nó khó khăn hơn nữa. Làm gì anh đi. Em gì? Em nhảm rồi đó. Em cười sa ngã. Cười sa ngã là cười gì? Em nhảm vừa thôi đi. Em cười sa ngã là cười gì? Em không kể nó vô phần. Còn hai. Còn hai hai. Đâu rồi? Sao không đứa nào ra, đứa bên này ra chậm quá vậy? Ý, trong đây có cái rương kho báu nè, 300 tiền. U, 58.000 tiền rồi nè. Cấp 100. Quá đỉnh. Cuối cùng thì mình cũng đã lên cấp 100. Do sự trợ giúp của ChatGPT và một chú thuật sư đến từ thời hiện đại. Đó, mấy bạn muốn mình làm video nào comment phía dưới cho mình biết chứ nha. À, bây giờ mình sẽ hỏi ChatGPT câu cuối cùng. Tôi vừa làm xong video Roblox. Love Fruits, hãy viết cho tôi một câu. Chào.
chào tạm biệt mọi người đi nào. Chào tạm biệt mọi người trong thế giới Lovefoot. Rất vui vì được cùng các bạn chơi và trải nghiệm cuộc phiêu lưu này. Hãy tiếp tục khám phá và chiến đấu, vươn lên trên con đường mới để trở thành chiến binh mạnh mẽ nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong cuộc phiêu lưu tiếp theo. Chúc mọi người may mắn và vui vẻ. Thôi được.